Mến chào quý cô chú anh chị đang xem kênh LTK Bonsai ha. Hôm nay nhà vườn của em là vườn Nguyễn Ngọc, quý cô chú anh chị. Hôm nay em lên clip mới là giấy ha, với các bao gồm là phôi giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị, phôi me và phôi sam da me siêu bông ha. Số điện thoại của em là 0799667521 là số Zalo của em luôn ạ. Hiện tại em ở Hòa Thành, Lê Dung, Đồng Tháp. Dạ, em không mất thời gian của quý cô chú anh chị, em vô cây số 1 luôn nha. Cây số 1 là một cây giấy ha, một cây giấy nha quý cô chú anh chị. Cây giấy này là bao gồm gầy 7 màu ha. 7 màu bao gồm là màu đại phúc hồng, Bedgo và dưa hấu, tím pháp, tím bướm, tím tiết và trắng đại phúc nha quý cô chú anh chị. Nó đủ ra đủ bông 7 mặt hoa cho mình ha, 7 màu giống nha. Gốc là gốc giấy Mỹ nha quý cô chú anh chị. Cây thì nó rất là đẹp ha, cây dáng rất là có duyên luôn ạ. Đa số các mặt hàng bông này là đa số là siêu bông nha quý cô chú anh chị. Dạ, mã số 1 có chiều cao 1m1, tấn ngang 85, hoành 18 ạ. Đế sổ đế rất là quái nha quý cô chú anh chị. Cây nhìn rất là đẹp luôn ha. 7 màu bông đẹp đẹp không nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 1 này em xin Zalo đến quý cô chú anh chị mình là 500.000 ạ. 500.000 là em bao ship toàn quốc ha quý cô chú anh chị, em bao sống cho cô chú anh chị ha. Khi ship thì em sẽ ship luôn nguyên chậu cho mình nha. Yeah. Tiếp theo là mã số 2. Cũng bao gồm là 7 màu nha cô chú anh chị. Cũng là màu hồng đại phúc, trắng tiết, tím tiết là 3, tím bướm là 4, Bedgo là 5, tím pháp là 6, còn một màu dưa hấu đó quý cô chú anh chị. Đây là màu dưa hấu ở trên này quý cô chú anh chị. Rồi, 7 màu cho mình ha. Mã số 2 có chiều cao là 1m, tấn ngang 85. Hoành của nó là cũng 18 luôn ạ. Đế sổ ra đế rất là quái nha quý cô chú anh chị. Đế rất là quái, nó cong mắt lượn xuống ha. Đế rất là sạch sẽ hơn ha cô chú anh chị. Góc này là góc giấy Mỹ nha. Rồi, mã số 2 này em xin Zalo là 500.000 luôn ạ. 500.000 là em bao ship tới nhà cho cô chú anh chị mình nha. Tiếp theo là mã số 3, cũng vẫn là cây giấy 7 màu luôn ạ. Cái này là em bao cho cô chú anh chị mình 7 màu nha. Bây giờ trắng tiết, tím pháp, tím bướm, Pedro. Cái này là dưa hấu nha quý cô chú anh chị, cái này là trắng tiết nè. Này là đại phúc trắng, ủa đại phúc hồng ạ. Nó đủ 7 màu ha. Rồi, mã số 3 này có chiều cao là 1m, tấn ngang cũng 85 luôn ạ. Hoành thì cũng 18 nha quý cô chú anh chị. Đế này đế sổ mà đế đặt rất là quái ha. Rất là gốc giấy Mỹ ạ. Cây nhìn dáng rất là có duyên nha, rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cái này gì cô chú anh chị, mình mua một cây này về mình làm giống rất là nhiều màu luôn ha. Một cây này mà rất là nhiều màu giống luôn. Rồi, mã số 3 này em cũng xin Zalo là 500.000 ạ. 500.000 là em cũng bao ship toàn quốc ạ. Lo lại ra cho gần. Tiếp theo là mã số 4. Cũng là một cây giấy 7 màu nha quý cô chú anh chị. Giấy thì này em cũng nhắc luôn, trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ rụng bông rụng lá nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình ở xa thì nó sẽ rụng cũng nhiều ha, còn quý cô chú anh chị mình sẽ rụng ít, ở gần thì rụng ít. Mã số 4 là có chiều cao là 90, tấn ngang 85, hoành 18 ạ. Cây này nó cũng 7 màu luôn nha quý cô chú anh chị. Em về đợt này là 7 màu, 8 màu ha. Giấy này thì em còn rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua số lượng thì cái liên hệ nhà vườn em ha, sẽ có ưu đãi nha, giá khác nha quý cô chú anh chị. Rồi, mã số 4 này em xin Zalo là 500.000 ạ. 500.000 cũng đủ bao ship luôn. Đây là mặt hoa cho mình nha quý cô chú anh chị. Toàn rất là tàn, rất là tròn ha. 7 màu. Tiếp theo là mã số
Mã số 5 ạ. Cây này 7-8 màu vậy quý cô chủ anh chị ơi. Cây này là màu trắng để phúc, hồng để phúc, trắng tiết. Cái này là cũng 7 màu nha, 7 màu mà có khi là cũng có 8 màu nữa nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 5 có chiều cao 1m1, tấc ngang 85, hoành là 18. Đế này đế sổ này đế rất là quái nha quý anh chị. Cái nhánh này về cô chú anh chị mình thích mình chơi mình pha để muốn chơi thì mình để rồi không mấy mình cắt ha cho tàn ở trên đây không nó đẹp nha. Rồi mã số 5 này em xin Zalo là 500 ngàn luôn ạ. 500 ngàn cũng bao ship luôn. Khi ship em sẽ ship luôn nguyên chậu này nha quý cô chú anh chị. Mã số 6 nè. Tiếp theo là mã số 6 là một cây ngũ sắc nha quý cô chú anh chị. Cây ngay ngũ sắc cây này thân một cốt ha, lắc lượng ạ. À. Cây này quý cô chú mẹ cô chú anh chị mình về mình chơi tàn dù ha, mình uống tàn dù cái rất là đẹp nha. Cái tàn nó xè cái nó dài cái ha. Cái này là em bao cho quý chị mình 5 màu ha, nó đang chỗ ra nâu đủ ra 5 mặt hoa cho mình đó. Mã số 6 có chiều cao 1m6, tấc ngang 1m7, hoành 22. Đế này là một cốt đi lên nha cô chú anh chị. Thân cây thì mình kiếm mình chỉnh sửa rất là khó ha, còn tàn thì cô chú anh chị mình làm thì rất là dễ nha. Tàn thì cô chú mình muốn làm vậy thì mình tỉa thì rất là dễ. Này cái này nè quý cô chú anh chị, mấy cái nhánh này nó lên đọt nè. Cái này là nó sửa nó sẽ mỗi một đọt thì nó sẽ đâm hoa ra nha quý cô chú anh chị. Anh tạ nó đâm hoa ra rất là đẹp luôn ạ. Rồi mã số 6 này em xin Zalo là 1 triệu ạ. 1 triệu là em bao gồm phí ship ha. Thân một cốt rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế thì đế sổ ha. Khi ship em ship luôn nguyên chậu nha quý cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 7. Cái này là cũng gắn là một cây ngũ sắc thái luôn nha quý cô chú anh chị, rất là siêu bông nha, cây sắc thái này rất là siêu bông luôn ạ. Thân này là thân một cốt nha cô chú anh chị, một cốt lực nha. Cái tâm này một cốt này là nó rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình mua một cặp về Tết trưng ngay dưới cửa rất là đẹp luôn ạ. Mã số 7 có chiều cao của 1m6, tấc ngang này là 2m nha quý cô chú anh chị. Cái này mình làm tầng dù là tầng dài ra rất là đẹp ha, nó đã có tông sẵn rồi ha. Nhìn rất là đẹp. Cái thân này được rất là lực nha quý chú anh chị. Hoành này là tới 23 ha, hoành em đo dưới này là 23, em đo hảo ở trên đây nữa ha, nó rất là năng cây luôn ạ. Ở trên đây nó cũng 23 luôn nha quý cô chú anh chị. Đế này đế sổ nè, đế sổ mà đế đặt đế rất là lực, rất đẹp luôn ha cô chú anh chị. Đây. Độ sổ cây xuống đây là 35 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 7 này em xin Zalo là 1 triệu mốt ạ. 1 triệu mốt là em bao gồm phí ship ha. Tiếp theo mã số 8. Này là cũng là một cây giấy ngũ sắc. Sắc này nó đang ra bông rất là gỗ nha cô chú anh chị. Tàn thì tàn tròn ha. Ngũ sắc bao gồm là màu màu này màu cam, màu hồng sắc pháo, màu đỏ, màu vàng. Còn màu trắng phớt hồng ở trên đó ha cô chú anh chị. Đủ 5 mặt hoa ha. Con tàn này thì phân tàn tròn ạ. Mã số 8 có chiều cao 1m5, tấc ngang 1m4, hoành của nó là 21 ạ. À. Đế này đế sổ xuống mà đế rất là quái nha quý cô chú anh chị, nó cong lắc lượng thôi ha, góc là góc ghế Mỹ luôn á. Phân tàn tròn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 8 này em xin Zalo là 700 ngàn ạ. À. 700 ngàn là em bao ship toàn quốc ạ. À. Còn cây cam thạch.
sâm. Tiếp theo là mã số 9, là một cây cẩm thạch tím siêu bông nha quý cô chú anh chị. Cái này thì nó được 5 mâm nha, 5 mâm. Mã số 9 có chiều cao là 1m, tán ngang 85, hoành là 19 ạ. Góc là góc cái Mỹ nha quý cô chú anh chị. Đế này đế sổ ha, đế sổ rất là sạch sẽ, rất là quái nha quý cô chú anh chị. Đế đặt xuống dưới đây ha, nó còn chạc cho tới ngoài này luôn nha. Đế rất là đẹp luôn ạ. Tím siêu bông, cẩm thạch tím siêu bông này rất là siêu bông nha quý cô chú anh chị. Tím này là tím đậm của mình nha. Dạ, rồi mã số 9 em xin giao lưu là 1 triệu ạ. 1 triệu là em cũng bao gồm phí ship luôn. Cái này nè em đã vô dây rồi nha cô chú anh chị. Vô dây uống chi mâm rồi nha. Mời ra ta. Mã số 10 là một pho giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Pho giấy Mỹ này mà em để tâm cao nha. Về cô chú anh chị mình, cô chú anh chị nào phái chơi mà gác tâm cao á, mình mua về gác là đẹp nha. Mã số 10 này là cao của em đo trước chiều cao nha. Cao của nó là 1m8 nha quý cô chú anh chị. Dạ, hoành em đo cái vị trí này là 21,5 em kể 21 nha. Đế gắt, đế sổ xuống ha, đế sổ xuống gắt là quá nha quý cô chú anh chị. À, em đo tới chỗ này là 50 ha. Em đo xuống dưới chứ mặt đầu dưới luôn là 63 nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 10 này em xin Zalo là 500.000 ạ. 500.000 là em bao sóng cho cô chú anh chị mình ha, bao ship luôn ha quý cô chú anh chị, bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 11 ạ. Cũng là một ca phôi giấy Mỹ luôn ạ. Cái này cũng dán tâm cao ha. Cái này nó có một rễ lắc lượng xuống đây nha quý cô chú anh chị. Cái này là hai độ ha, cỡ là cỡ 1,5 m nha quý cô chú anh chị. Hoành em đo ngay vị trí này đi ha. Hoành đâu vị trí này là 19 ạ. Cái này là độ sổ đế ha cô chú anh chị. Độ sổ đế xuống đây là 52. Rồi, mã số 11 này em xin Zalo là 300.000 nha quý cô chú anh chị. 300.000 là em bao ship toàn quốc nha. Một cốt nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 12 là một phôi giấy Mỹ ạ. Chiều bay xuống đây là 76. Hoành em đo ngay vị trí này là 20. Độ sổ của đế là 65. Em đo xuống tới dưới đây luôn thử nha. Là 77 nha quý cô chú anh chị. Cái này em bứng lên mới có 3 bữa mà nó lên mầm nè cô chú anh chị. Giấy thì nó rất là sức sống, rất là mạnh nha quý cô chú anh chị. Cái này là em bao sống cho cô chú anh chị mình luôn nha. Em bao sống trong vòng cho cô chú anh chị mình 2 tháng luôn ha. Rồi đế rất là sổ, rất là quái nha cô chú anh chị. Đế rất là lực luôn ạ. Rồi mã số 12 này em xin Zalo là 400.000. 400.000 là em bao ship toàn quốc. Dạ 450.000 nha quý cô chú anh chị. Em đọc lộn ha. Này là mã số 12 này là 450.000. Cái này về cô chú anh chị mình chơi rắn này cũng đẹp nha cô chú anh chị. Rắn thắt đổ ha. Tiếp theo là mã số 13. Chiều cao của nó là 70. Hoành ngay vị trí này là 21 nha quý cô chú anh chị. Đế sổ xuống đây là 60. Cái này theo cô chú anh chị mình làm dán thác đổ cũng rất là đẹp nha. Đế rất là quái luôn ạ. Cái này cô chú anh chị mình muốn làm dán bay hay là làm dán đổ gì thì mình thích làm dán nào mình làm dán lấy nha quý cô chú anh chị. Rồi mã số 13 này em xin Zalo là 350.000 ạ. Em bao ship toàn quốc.
Tiếp theo là mã số 14, cũng vẫn là một phôi giấy Mỹ ạ. À, giấy Mỹ này là giấy Mỹ tím nha quý cô chú anh chị. Dạ, chiều ba cao của nó là 75. Hoành ngay vị trí này là 22. Đế sổ ngay vị trí này là 60. Đế rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Đế sổ mà đế đặt rất là đẹp luôn ạ. À, đế rất là nở luôn ha cô chú anh chị. Này, cái này mình chơi vắng đổ hay vắng ba gì cũng được nha. Đế rất quái ạ. À, rồi mã số 14 này em xin Zalo là 350.000 ạ. À, tiếp theo là mã số 15 là một phôi giấy Mỹ. Cái này là vắng bay nha quý cô chú anh chị. Vắng bay mình rất là đẹp ha. Rồi, vắng bay đây xuống đây là 88. Rồi, hoành em đo ngay vị trí này là 22 nha quý cô chú anh chị. Vắng bay rất là đẹp ha. Để sổ của nó. Để sổ từ đây xuống đây là 60 ạ. À, một cốt là một đế là lắc lượng nha quý cô chú anh chị. Vắng bay rất đẹp ạ. À, rồi mã số 15 này em xin Zalo là 350.000 luôn ạ. À, tiếp theo mã số 16 cũng vẫn là một phôi giấy Mỹ ạ. À, chiều cao của nó là 90. Hoành ngay vị trí này là 26,5, em kể 26 nha. Chiều ấy của nó là 64. Đế sổ ạ. À, đế rất là quái nha quý cô chú anh chị. Đế nó cong lắc lượng rất đẹp luôn ạ. À, rồi mã số 16 em xin Zalo là 350.000 luôn ạ. À, tiếp theo là mã số 17, cũng là một phôi giấy Mỹ ạ. À, một ghế lắc lượng nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 84. Hoành ngay vị trí này là 23. Độ sổ đế xuống đây là 72 ạ. À, này một cốt lắc lượng ha cô chú anh chị. Cái này đế này nó nằm gắp con ngựa ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị rất là đẹp luôn nha. Ở trên đây nó cong lắc lượng nè. Nhìn nó rất là có duyên luôn ạ. À, rồi mã số 16 17 này em xin Zalo là 400.000 ạ. À, tiếp theo là mã số 18 cũng vẫn là một phôi giấy Mỹ ạ. À, chiều cao của nó là 68. Hoành ngay vị trí này là 22. Đế sổ là 58. Đế rất là đẹp. Rồi mã số 18 này em xin Zalo là 300.000 ạ. À, em bao ship nha. Xem xem. Tiếp theo là mã số 19. Cũng vẫn là một phôi giấy Mỹ. Chiều cao của nó là 62. Rồi, hoành em đo ngay vị trí này là 18 ạ. À, đế này quái nha cô chú anh chị. Độ sổ nó là 66 ha. Đế này đế quái nè cô chú anh chị, mình chơi vắng nè. Này rất là đẹp nha. Một đê một ghế đây mà nó cong lắc lượng hết nè. Đó, rất là quái luôn nha cô chú anh chị. Này mình chơi bonsai rất là đẹp luôn nha. Rồi mã số 19 này em xin Zalo là 250.000. Con gươm ghê. Tiếp theo là mã số 20 là một phôi giấy Mỹ. Phôi này lớn nha cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 69. Hoành thân em đo ngay vị trí này là 30 nha. Đây độ sổ xuống đây là độ sổ xuống đây là 65 nha cô chú anh chị. Rồi em đo thẳng xuống tới dưới này luôn ha là 77 nha. Đế nè, đế dáng rất là quái nha cô chú anh chị. Dáng bay rất là quái ha. Em đo tổng cái bể đế này ha. Bể đế này là 60 61 nha quý cô chú anh chị. Đế rất là lớn luôn ạ. À, dáng của nó cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Này mình chơi bonsai là rất là ok nha. Rồi mã số 20 em xin Zalo là 1 triệu nha quý cô chú anh chị. 1 triệu là em bao gồm phí ship ha. Em bao sống cho cô chú anh chị mình trong vòng 2 tháng luôn.
không đấy. À, tiếp theo là mã số 22 này là em lên phôi là sam da me, là sam siêu bông nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 27. Em đo tổng cái vị trí này nha. Vị trí này là 39 nha quý cô chú anh chị. Đế đặt ra cô chú anh chị, đế rất là đẹp nha, đế rất là lớn luôn ạ. À, cây nhìn dáng cũng rất là có duyên ha. Rồi mã số 21 250.000. Em ba ship toàn quốc. Mã số 22 cũng vẫn là một phôi giấy phôi sam sam siêu bông ạ. À, chiều cao của nó là 34. Em đo tổng ngay cho cái ngay đây nha. Là 30 nha, 31. 30 rưỡi em kể 30 ha. Rồi, rất là đặc nha cô chú anh chị, rất đẹp luôn ha, rất lớn luôn ạ. À, rồi mã số 22 em xin Zalo là 200.000. Tiếp theo mã số 23 cũng vẫn là sam siêu bông ạ. À, chiều cao của nó là 31. Em đo tổng hai cái đây cho chỗ này nha. Là 42 nha cô chú anh chị. Rồi, mã số 23 em xin Zalo là 250.000. Tiếp theo là mã số 24, cũng vẫn là sam siêu bông luôn ạ. À, chiều cao của nó là 37. Em đo tổng vào vị trí này, trên đây đi ha. Trên đây là 31 nha cô chú anh chị. Ở dưới này là 35 ha, sam này là sam da me siêu bông nha. Rồi mã số 24 em xin Zalo là 250.000 luôn ạ. À, cây lên đế lớn nha cô chú anh chị. Tiếp theo là mã số 25. Chiều cao của nó là 25. Em đo ngay vị trí này là 43. Rồi mã số 25 em xin Zalo là 200.000. Tiếp theo là mã số 26 là một phôi sam da me siêu bông ạ. À, chiều cao của nó là 23. Em đo tổng cái bộ đế này luôn nha. Là 69 nha quý cô chú anh chị. Rất là lớn luôn ha. Nhìn cây rất có gì nghe cô chú anh chị. Cái này gì mình muốn làm mà dáng nào cũng đẹp luôn ha. Rồi mã số 26 em xin Zalo là 300.000. Tiếp theo là mã số 37 này là phôi me nha quý cô chú anh chị. 27 ạ. À, chị ba có nói cái đây là 50. Hoành em đo ngay vị trí này là 22 thôi, em kể 22 thôi nha, chứ gần 23. Rồi, nguyên cái củ đế này là 42. À, dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi mã số 27 ha, em xin Zalo là 250.000. Tiếp theo là mã số 28 cũng là một phôi me ạ. Chiều bay ra đây là 43, chiều đứng chỗ này là 38. Em đo nguyên cái chỗ cái củ này là 40 nha. Rồi mã số 28 em xin Zalo là 400.000. Đế củ đế rất là đặc và bự nha cô chú anh chị. Củ nó rất là quái luôn ha. Tiếp theo là mã số 29. Là cũng là một phôi me ạ. Me này me chua nha quý cô chú anh chị. Chiều cao ngay vị trí này là 28. Em đo hoành ngay chỗ này đi. Hoành ngay vị trí này là 22. Nguyên cái tổng của bộ đế của nó chỗ này là 45. Rồi mã số 19 em xin Zalo là 250.000. Tiếp theo là mã số 30 là một phôi me luôn nha cô chú anh chị. Me chua ha. Dịch nó ra, dịch nó. Chiều ba ra đây là 56. Em đo tổng chỗ này đi. Tổng chỗ này là 46. Rồi mã số 30 em xin Zalo là 300.000, là một phôi me ha, em bao ship toàn quốc ạ. À, tiếp theo là mã số 31 cũng vẫn là một phôi me luôn ạ. À, me này rất là quái nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 40. Em đo tổng cái vị trí này là 32. Ngay cái vị đế này là 35. Rồi mã số 31 em xin Zalo là 200.000.
Tiếp theo là mã số 32 ạ. Mà là một phôi me, phôi me này là phôi lớn nha quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ạ. Rồi chiều cao xuống đây của nó là 50. Em đo hạo ngay cái quành trên đây nha. Quành trên đây là 33. Nguyên cái củ đế của nó này quý cô chú anh chị, nguyên củ đế là nó là 57. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Cái này nó sắn lại mà như con ốc nha quý cô chú anh chị, rất là đẹp luôn ha. Rồi mã số 32 là em xin Zalo là 450.000. Là em bao ship toàn quốc ạ. Rồi mã số 32 là cũng là mã số của clip ở nhà vườn em ạ. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip vừa rồi qua ha. Và em rất mong cô chú anh chị sẽ ủng hộ em clip này ạ. Và chúc cô chú anh chị một ngày xem kênh thật là vui vẻ ạ. Em xin chào ạ.